Yamaha NVX125 sẽ đi đâu về đâu? Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Yamaha ra mắt NVX125 nối tiếp phiên bản NVX155 tại thị trường Việt Nam thì đã đặt ra những các cái câu hỏi là liệu cái mẫu xe NVX125 có cạnh tranh sòng phẳng với Honda Airblade 125 hay không? Nếu như xét trên cái khía cạnh lịch sử thì Yamaha Novo đã từng thua nhục nhã Honda Airblade và phải gọi là ve sầu thoát xác để mà tồn tại. Thì sau khi ra mắt khoảng hơn 3 tháng thì Yamaha đã lại tiếp tục đưa ra một cái phiên bản là NVX125. Và đại diện Yamaha Việt Nam cho biết rằng bản 125 phân khối thì họ có thể giảm được giá bán và gia tăng doanh số cùng với cái nhóm khách hàng rộng hơn. Cái vị phát ngôn của Yamaha thì cũng lưu ý với chúng tôi rằng NVX125 trình làng chính là để cạnh tranh trực tiếp cùng Honda Airblade 125 trong cùng phân khúc và trước một cái đối thủ mạnh từ Honda, thì liệu NVX125 có cái cơ hội là thay thế người tiền nhiệm Novo để cạnh tranh sòng phẳng với Honda Airblade hay không? Thì ngược lại lịch sử, các bạn đã biết là trước khi mà NVX155 và sau này là NVX125 xuất hiện thì trong một cái thời gian rất là dài, khoảng hơn 10 năm qua, thì Yamaha Novo luôn bị Honda Airblade vượt qua về mặt doanh số, và thị phần của Honda Airblade lên đến 90% doanh số bán xe tay ga. Có thời điểm là tới 460.000 xe một năm. Trong khi đó thì Yamaha Novo lại có cái doanh số teo tóp, liên tục suy giảm. Từ cái mức thị phần là khoảng 50% với gần là 160.000 chiếc xe Novo bán ra vào năm 2010, thì Novo chỉ đạt doanh số 90.000 xe vào năm 2013 và giảm xuống chỉ còn xấp xỉ 50.000 xe trong năm 2014 và 2015. Thực sự đây là một cái sự giảm tụt dốc không phanh. Và như vậy thì trước cái tình hình mà cạnh tranh vô cùng khốc liệt đó, thì sau khi suy nghĩ và đắn đo thì phải đến là khoảng tháng 10 năm 2016 thì Yamaha mới quyết định là sẽ khai tử cái dòng Novo. Và khi này thì doanh số chỉ đạt là doanh số 10 tháng đầu năm của 2016 thì Yamaha Novo chỉ đạt là khoảng hơn 30.000 xe, bình quân là khoảng 3.000 xe cho một tháng, và chỉ bằng 10% so với cái mức doanh số của đối thủ là Honda Airblade. Thì thưa các bạn, là mặc dù Yamaha Novo thì đã xuất hiện trước tiên, xuất hiện đầu tiên, thế nhưng mà với rất nhiều những các cái ưu điểm nổi trội thì Honda Airblade đã vượt qua đối thủ Novo một cách rất là tuyệt vời để giành cái vị trí thống lĩnh trong cái phân khúc xe tay ga 125 phân khối. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể nói rằng là Yamaha đã khá là khôn khéo khi mà tung ra một cái dòng xe tay ga mà nó nằm trên cái phân khúc là xe tay ga 125. Đó là đưa ra cái mẫu 155 phân khối và với một cái giá bán là nó cao hơn hẳn, để nhằm là thu hút cái sự chú ý, nhằm là giúp cho người tiêu dùng có cái sự chọn lựa nó thật là khác biệt. Ý đồ là một mình một chợ, nhưng mà tuy nhiên thì cái doanh số bán của NVX155 chắc chắn là cũng sẽ không cao bằng Honda Airblade. Và chính vì vậy là ngay sau cái sự kiện ra mắt được chừng khoảng 3 tháng thì Yamaha lại bất ngờ tung ra Novo
xin lỗi, NVX 125 để mà cạnh tranh với Honda Everest. Thì lúc này nó đã kế nhiệm được cái tiếng tăm của cái người đi trước, đó là NVX 155. Thì đây chúng tôi nghĩ rằng có thể là một cái nước cờ cũng khá là khôn ngoan của Yamaha. Tuy nhiên thì liệu là khi mà NVX 125 ra đời thì nó có thể cạnh tranh song phẳng với Everest 125 hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhìn lại. Đó là NVX 125 thì có cái điểm mạnh là động cơ Blue Core 125 phân khối và phun xăng điện tử. Công suất tối đa thì là 12 mã lực, moment xoắn cực đại là 11,3 Nm. Và so với Honda Everest 125 thì công suất và moment xoắn của động cơ NVX 125 có lẽ là nó nhỉnh hơn một chút xíu. Ngoài động cơ Blue Core thì NVX 125 vẫn duy trì được một số những các cái tính năng mới trên NVX 155 như là mặt hồ đồng hồ điện tử LCD 8 inch, cổng sạc điện thoại, ổ khóa thông minh hay là các cái chức năng ngắt động cơ tạm thời. Ngoại trừ mặt đồng hồ và cổng sạc điện thoại thì các cái tính năng còn lại là không mới. Hơn nữa thì một cái trang bị được đánh giá cao trên NVX 155 đó là cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì nó lại không được xuất hiện trên NVX 125. Điều này thì nó làm giảm đáng kể cái khả năng cạnh tranh của NVX 125 với Honda Everest. Và giá bán của NVX 125 thì là 40,99 triệu đồng. Đây là cái mức giá đề xuất. Đây là cái mức giá đề xuất. Và NVX thì chỉ có 4 cái màu sắc cơ bản. Và với cái mức giá như chúng tôi đề cập là 40,99 thì tương đương với 41 triệu. Đây là giá đề xuất thôi. Còn chưa tính là đại lý họ sẽ đội lên là bao nhiêu thì chưa biết. Trong khi thì đối thủ Honda Everest 125 thì có 4 phiên bản, bao gồm bản thể thao, bản cao cấp, bản sơn mờ và bản từ tính. Màu sắc thì cũng hiện nay là cũng đang là phong phú hơn. Và giá bán của Honda Everest thì lại rất là mềm. Nó chỉ từ là 38,99 triệu đến là 40,99 triệu đồng. Và như vậy thì các bạn dễ dàng nhận thấy là giá bán của NVX 125 chỉ tương đương với cái phiên bản sơn từ tính của Everest 125. Và theo đánh giá gọi là một cách rất là cảm quan của chúng tôi thì có lẽ rằng NVX sẽ rất khó cạnh tranh với Honda Everest 125 vì rất nhiều lý do. Ngoài ra cái màu về cái hình thức và kiểu dáng thì có lẽ là NVX thì chỉ được đẹp về phần đầu, còn cái phần đuôi thì quá xấu. Tiếp đến là cái phần giảm xóc thì không để đâu hết xấu. Bên cạnh đó nó còn có một cái nữa là nếu như mà gia đình mà ngồi từ trên hai người, ví dụ như hai vợ chồng thêm một cháu nhỏ hoặc là hai cháu nhỏ thì có lẽ là sẽ rất là khó để mà xoay sở. Bởi vì chiếc xe này thì có lẽ là chỉ dành cho hai người mà thôi. Còn nếu nhiều hơn hai người thì có thể nó sẽ rất là không phù hợp. Thì đây các bạn cũng có thể thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta thì họ mua xe thì bên cạnh cái việc mà cá nhân để đi thì đôi khi cũng có những lúc là phải chở gia đình, và như vậy thì có lẽ nó sẽ không phù hợp cho số đông. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hãy like cho video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video clip mới từ chúng tôi. Và mọi ý kiến đóng góp thì xin vui lòng quý vị và các bạn hãy comment, hãy để lại comment, hãy để lại cảm nhận của quý vị về chiếc xe này và dự đoán của quý vị như thế nào. Liệu Honda Everest 125 có bị lép vế và có bị hất cảng bởi Yamaha NVX 125 hay không? Thì rất mong nhận được những câu trả lời từ phía quý vị khán giả. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Và video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây.